Lễ hội Đền An Sinh năm 2014 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9 với nhiều hoạt động phong phú sinh động như múa rồng, chống hội, lễ dâng hương tưởng niệm các vua Trần cầu nguyện quốc thái dân an và các hoạt động văn hóa thể thao sinh động như liên hoan tiếng hát các làng khu phố toàn huyện, thi đấu đẩy gậy kéo co, bóng chuyền, cờ tướng. Đoàn vận động viên của ngành giáo dục và đào tạo huyện đã tham gia thi đấu các môn bóng chuyền nam nữ, cờ tướng nam nữ, đẩy gậy nam nữ. Với quyết tâm cao thi đấu hết mình, ngành giáo dục và đào tạo huyện giành được 6 giải cá nhân, trong đó có 3 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 7 giải đồng đội. Với thành tích đó, đoàn vận động viên ngành giáo dục đã giành giải nhất toàn đoàn tại giải thể thao lễ hội truyền thống Đền An Sinh năm 2014. Thành công đó là sự đóng góp tích cực về mặt thành tích cá nhân của các vận động viên như Phạm Văn Bình, giáo viên trường trung học cơ sở Hưng Đạo giành giải nhất môn đẩy gậy, Vũ Thành Hoan, giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn Đông Triều giành giải nhất môn đẩy gậy nữ hạng cân trên 68 kg, Triệu Thị Thanh, giáo viên trường trung học cơ sở Tràng An giải nhất môn đẩy gậy nữ hạng cân 52-60 kg. Ngoài thành tích xuất sắc của các cá nhân còn có sự đóng góp không nhỏ của các đội vào thành tích chung của đoàn như giải nhất đội nữ môn kéo co, giải nhất đội nữ môn đẩy gậy, giải nhì môn bóng chuyền nam. Qua giải thể dục thể thao truyền thống lễ hội Đền An Sinh, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục khẳng định vị thế phong trào thể dục thể thao trong toàn huyện.